Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú tính mình cưa cái cây gòn siêu to này nha các bạn. Để mình quay lên cây gòn nha. Hậu túc chết nữa các bạn. Ở đây có cái nhà nữa nha các bạn. Cặp bên nhà. Rồi chúng mình mang cái bộ móng leo cây nha các bạn. Để chuẩn bị leo lên cây. Rồi để mình quay cái máy cưa của chú nha. Máy cưa của chú sử dụng là máy cưa G375 nha các bạn, xài lam Latin nha, lưỡi cưa tin. Cái máy này có chỗ cưa bằng máy G các bạn, còn đây mình cưa bằng máy G nha. Rồi chúng mình sang lấy cọng dây rất là to luôn các bạn. Cọng dây này cọng dây 21 ly nha. Vỏ đồ mưa rồi đó Phúc ơi. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị leo lên nha. Hậu túc chánh. Rồi chú mình leo tới này 2 rồi các bạn ơi. Tiếp nha. Chú mình đang di chuyển lên phía trên để cắt mấy cái nhánh đó các bạn. Quá cao ở cây này luôn. Để mình quay xuống nha. Cưa đang kéo nó xuống rồi các bạn, bị dướng. Gió luôn. Đang mưa lầm gầm luôn các bạn. Mình lên trên luôn rồi. Nhánh này nó nghiêng qua cái nhà này.
cây này chiều cao mình đoán có khoảng 25 đến 30 mét nha các bạn. Máy mình cũng hết tới luôn các bạn, quá cao. Rớt một khúc nữa nè. Quá lẹ luôn, máy cưa quá bé. Quá cao cây này. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó vậy đó, gần nhà gần dây điện có cưa hạ thì hãy liên hệ chú với số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video với các cô chú anh chị. Chúng mình di chuyển xuống rồi các bạn, mưa lớn luôn. Chúng mình cưa đọt nào trước nè các bạn ơi. Cắt cái đọt bên này à. Đang cưa đó là cưa nó nè các bạn. Chúng mình ở trên nó di chuyển xuống nha. Mưa to luôn.
cái cây này có mưa vô nó trơn lắm các bạn. Cắt khúc không chú? Chúc phúc vui. Chúng mình xuống tới dưới rồi các bạn ơi. Đưa máy bự cho chú. Máy cưa này là máy cưa G4500 nha các bạn. Xài làm la tinh lưỡi cưa tin.
Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.